Bộ combo karaoke gia đình nghe hay bày đẹp trong phân khúc 30 triệu. Đây là một trong những cái bộ combo chính hãng của dBacoustic, bảo hành lên đến 2 năm. Và ở cái phân khúc 30 thì đây là một trong những cái bộ combo mà anh em có thể sử dụng chơi Tết rất là hợp lý, và chất lượng âm thanh thì hãy cùng lắng nghe để cảm nhận.